Trong khuyến cáo đi lại cập nhật, Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi người dân cảnh giác vào thời điểm này vì những kẻ khủng bố rất có khả năng thực hiện các cuộc tấn công ở Thụy Điển, nhất là tại những nơi mà người nước ngoài có thể là mục tiêu. Theo Bộ Ngoại giao Anh, chính quyền Thụy Điển đã ngăn chặn thành công một số cuộc tấn công được lên kế hoạch và thực hiện các vụ bắt giữ. Ngoài Anh, chính phủ Mỹ cũng đã đưa ra khuyến cáo đi lại, trong đó cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Thụy Điển.